Xin chào thân thể em. Trong các bài toán về hình hộp chữ nhật và hình lập phương, chúng ta thấy rằng có một dạng toán rất thú vị, đó là liên quan đến tính thể tích của một vật. Chúng ta thấy rằng ví dụ như một ai đó mà đố chúng ta tính, đưa cho chúng ta một viên đá và đố chúng ta tính, đố bạn tính được thể tích của viên đá này, thì theo em chúng ta sẽ làm như thế nào? À, có những bạn nghĩ ra nhưng có những bạn không nghĩ ra đâu. Đó là chúng ta sẽ thả cái viên đá đó vào trong bể nước, và chúng ta dựa vào cái mực nước dâng lên bao nhiêu để chúng ta tìm được cái thể tích của viên đá. Đấy, đây là một dạng toán rất thú vị đúng không nào? Thì ngày hôm nay thầy trò chúng ta sẽ trải nghiệm hai bài tập như thế, để qua đây thì chúng ta củng cố cái kiến thức về thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Chúng ta sẽ cùng đến với bài tập thứ nhất của thầy nhé. Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 80 cm, chiều rộng 50 cm và chiều cao là 45 cm. Mực nước ban đầu trong bể cao 35 cm. Đấy, tức là mực nước cao 35. Người ta cho vào bể một hòn đá có thể tích là 10 dm khối. Đấy nhá, một hòn đá này có thể tích 10 dm khối. Hỏi mực nước trong bể lúc này cao bao nhiêu cm? À, hỏi cái mực nước trong bể sau khi cho hòn đá vào thì nó cao bao nhiêu? Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích bài toán nhé. Bài toán cho chúng ta chiều dài là 80 cm, chiều rộng là 50 cm và chiều cao là 45 cm. Chú ý đây là chiều cao nhé, là 45 cm. Chiều cao của bể nhé, chứ không chiều cao của mực nước. Tiếp tục, mực nước ban đầu trong bể cao 35 cm. Em chú ý đây này, mực nước cao tới đây này, em nhìn thấy chưa? Vậy thì cái chỗ này này là 35 cm. Bài toán hỏi chúng ta điều gì? Bài toán hỏi là nếu mà tôi cho một cái viên đá có thể tích là 10 dm khối, đây các em nhìn thấy viên đá đúng không, vào trong bể nước, thì bể đó sẽ cái mực nước trong bể, cái mực nước mới sẽ là bao nhiêu cm? Nó sẽ không còn là 35 cm nữa mà nó sẽ cao hơn đúng không? Thì người ta hỏi xem cái mực nước trong bể sau khi cho viên đá vào là bao nhiêu. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích bài toán nhé. Phân tích này, mình cùng đi phân tích nhé. Cái bài toán này phân tích theo sơ đồ tư duy ngược là cách phân tích mà các em có thể là dễ hiểu nhất. Bài toán đang yêu cầu chúng ta tính mực nước, chiều cao mực nước, hay thầy gọi đó là C mới, tức là chiều cao mới. Chiều cao ban đầu của nước là 35 cm, chiều cao mới thầy gọi là C mới. Muốn tính chiều cao mới của mực nước thì chúng ta lấy V mới, đúng không? Kem chia cho chiều dài và chia cho chiều rộng. Tại sao chia cho chiều dài và chiều rộng? Vì bản chất cái bể này thì chiều dài chiều rộng không thay đổi, đúng không nào? Vậy thì muốn tính chiều cao mới, các em lấy V mới, các em chia cho chiều dài và chia cho chiều rộng. Vì chúng ta thấy thể tích bằng chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao mà. Vậy thì chiều cao mới đương nhiên sẽ bằng thể tích mới chia cho chiều dài và chia cho chiều rộng, đúng chưa nào? Đấy, vậy thì chúng ta đã có thể tính được chưa? Chiều dài có rồi, đúng không nào? Chiều rộng có rồi, cho ngay từ đầu rồi. Nhưng có một cái chúng ta chưa biết, đó là V mới. V mới các em chưa biết. Vậy muốn tính được C mới, tức là chiều cao mới, chiều cao mới của mực nước, thì các em phải lấy V mới, các em chia cho chiều dài, chia chiều rộng. Muốn tính được C mới phải tìm được V mới, tức là thể tích mới. Thể tích mới được tính như thế nào? À, thể tích mới tức là thể tích mà sau khi mà cho viên đá vào thì nước nó dâng lên,
đúng không? V mới sẽ được tính bằng V nước à cộng với gì các em nhỉ? À cộng V đá. V nước cộng V đá. Mà các em biết rồi, thể tích đá là 10 decimet khối. Chúng ta có rồi. Đơn giản rồi đúng không? 10 decimet khối. Thể tích nước có chưa? À chưa có. Nhưng chúng ta đã biết rồi, thể tích bằng dài nhân rộng và nhân cao. Chiều dài là 80, chiều rộng là 50, chiều cao của mực nước các em nhé. Còn cái chiều cao của bể gần như chúng ta không sử dụng trong bài này, chỉ để xác định xem là chúng ta khi mà cho viên đá vào thì nó có tràn nước ra ngoài hay không thôi. Chứ, tức là cái chiều cao của bể gần như chúng ta không sử dụng. Vậy thì thể tích nước sẽ được tính bằng chiều dài nhân chiều rộng và nhân với chiều cao của mực nước, tức là 35 cm. Các em chú ý cho thầy nhé. Vậy thì chúng ta sẽ làm theo bước nào? Bước thứ nhất, các em tính cho thầy thể tích nước. Bước thứ hai, chúng ta sẽ tính cho thầy thể tích mới bằng cách em lấy thể tích nước và cộng với thể tích đá. Sau khi đã có thể tích mới rồi, chúng ta làm cho thầy bước thứ ba, đó là bước đi tìm chiều cao mới của mực nước. Bằng cách em lấy V mới, em chia cho chiều dài và chia cho chiều rộng thì ra chiều cao mới của mực nước. Các em đã thấy hiểu chưa nhỉ? Chắc chắn là hiểu rồi đúng không? Không thể không hiểu được. Chúng ta sẽ sang phần bài giải của thầy nhé. Bài giải này. Bài này trông có cồng cành nhưng thực ra lại dễ đúng không? Bước thứ nhất, các em tìm cho thầy thể tích nước. Thể tích nước. Nước trong bể là chúng ta muốn tính thể tích, các em nhớ rồi đúng không? Ta lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. Chiều dài là bao nhiêu nhỉ? 80 này. Chiều rộng là 50 và chiều cao là 45 cm. Đúng không nhỉ? Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy 80 này nhân với 50 này nhân với 45 nhân với 35 nhé các em. Nhân với 35. Vì chúng ta đang tính thể tích nước mà. Thể tích nước trong bể thì bao gồm có chiều dài, chiều rộng và chiều cao là chiều cao của mực nước nhé. Chiều cao của mực nước. Các em cùng thực hiện tính ra cho thầy. Các em cùng thực hiện tính ra nháp cho thầy nhé. Chúng ta sẽ lấy 80 này nhân với cả 50 và nhân với cả 35 thì bằng 140.000. Bằng 140.000. Đơn vị là cm khối. Tiếp tục. Theo thầy thì bài này chúng ta có thể đổi về hai đơn vị. Một, các em có thể đổi tất cả về đơn vị liên quan đến cm hoặc cm khối, hoặc có thể đổi sang dm hoặc dm khối. Nhưng với bài này người ta hỏi là gì nhỉ? Hỏi là chiều cao là bao nhiêu cm thì chúng ta cứ đổi luôn sang cm, tránh nhầm lẫn trong quá trình làm đúng không? Chúng ta ra là 140.000 cm khối. Tuy nhiên, bước tiếp theo các em sẽ phải tính gì nhỉ? Tính V mới bằng cách em lấy V nước mà cộng V đá. Nhưng V đá các em nhìn thấy nó lại đang ở đơn vị gì nhỉ? Đơn vị dm khối. Vậy thì tới đây chúng ta nên có một cái bước đổi. Lẽ ra chúng ta đổi từ đầu. Nhưng mà đổi đây cũng không sao cả. Đúng không? 10 dm khối sẽ bằng 10.000. 1 dm khối thì bằng 1.000 cm khối mà. Đấy. 10.000 cm khối. Sau khi chúng ta đã đổi xong, chúng ta sẽ tính cho thầy V mới. Tính V mới
bằng cách lấy thể tích nước bằng thể tích nước cộng với thể tích đá, đúng không? V mới sẽ bằng thể tích nước cộng thể tích đá. Nhưng mà chúng ta không trả lời là V mới được, đúng không? Vì người ta sẽ khó hiểu. Vậy thì chúng ta sẽ phải trả lời là thể tổng thể tích của nước và viên đá là, đúng không? Tổng thể tích của nước và hòn đá chúng ta sẽ lấy 140.000 là thể tích của nước, các em cộng với 10.000 là thể tích của viên đá, của hòn đá, thì ra là 150.000. 150.000 thì viết đơn vị lên trên nhé, đó là cm khối. 150.000 cm khối. Khi mà đã có V mới rồi, chúng ta hiểu đây là V mới nhé. Chúng ta đang cần tính chiều cao mới của mực nước. Chiều cao mới của mực nước sẽ được tính bằng thể tích chia chiều dài và chia chiều rộng. Vậy thì muốn tính chiều cao mới, ta lấy V mới chia cho chiều dài chia chiều rộng. V mới chính là 150.000 cm khối. Kem chia cho chiều dài là 80, chia cho chiều rộng là 50, thì kem sẽ có kết quả, đúng không? Chiều cao mới của mực nước là chiều cao mực nước khi bỏ hòn đá vào là vào bể là kem sẽ lấy 150.000, kem chia cho chiều dài là 80 và chia cho chiều rộng là 50. Kem cùng thực hiện tính cho thầy nhé. 130 chia cho 80 chia 50 bằng 37,5. 37,5 cm. Đáp số 37,5 cm là chiều cao mới của mực nước. Các em thấy không? Bài toán trông thì có vẻ hơi khó hiểu tí, nhưng mà khi phân tích ra thì cũng làm rất là ngắn gọn, đúng không nào? Như vậy trong bài tập này các em cần phải chú ý cái điều gì? Thứ nhất, viên đá không thấm nước. Khi bỏ viên đá vào thì thể tích mới sẽ bằng thể tích nước cộng thể tích đá. Và khi mà có thể tích mới rồi thì chúng ta có dễ dàng có thể tìm được gì nhỉ? Các em có dễ dàng tìm được chiều cao mới của mực nước bằng cách lấy V mới và chia cho chiều dài và chia cho chiều rộng, vì chiều dài và chiều rộng không thay đổi. Các em hiểu chưa nhỉ? Rồi, với bài tập này thì chúng ta đã tìm hiểu về cách tính thể tích của viên đá này, cũng như tính chiều cao của mực nước này. Đối với hình hộp chữ nhật, đối với hình lập phương thì có gì khó khăn hơn không? Chúng ta sẽ cùng đến với bài tập số 2 của thầy nhé. Nội dung bài tập số 2 như sau. Một khay chứa nước hình lập phương có cạnh là 10 cm. Mực nước ban đầu trong khay là 5 cm. Mực nước ban đầu nhé, chú ý đây là mực nước ban đầu là 5 cm. Sau khi thả vào khay một hòn đá, đấy, lại vẫn bài toán giống như bài toán số 1, đúng không? Thả vào khay một hòn đá thì người ta đo lại thấy mức nước trong khay không còn là 5 cm nữa, mà mức nước là 7 cm. Đấy, mực nước mới đấy là 7 cm. Tính thể tích của hòn đá. Bài tập số 1 thì cho chúng ta thể tích hòn đá rồi và yêu cầu tính chiều cao của mực nước. Nhưng bài tập này ngược lại, đó là cho chiều cao mực nước mới
và yêu cầu các em tính thể tích, đúng không? Thể tích viên đá. Vậy thì chúng ta sẽ phải phân tích rồi. Phân tích thì mới hiểu được, đúng không? Bài này dễ hơn bài kia nhá, dễ hơn. Bài toán yêu cầu chúng ta tính thể tích hòn đá. Rồi, viên đá. Thể tích hòn đá sẽ được tính như thế nào? Thể tích hòn đá như bài tập số 1 chúng ta phân tích. Khi mà bỏ hòn đá vào nước thì mực nước dâng lên thì chúng ta gọi là thể tích mới. Thể tích mới này sẽ được tính bằng thể tích đá cộng với thể tích nước ban đầu. Vậy thì V đá sẽ là một số hạng. Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ số hạng kia. Muốn tính V đá các em lấy V mới trừ đi V gì? Trừ đi V nước. V mới trừ đi V nước. Vậy thì chúng ta đã có thể tích ban đầu chưa? Thể tích mới các em, thể tích mới chúng ta đã có chưa nhỉ? Có thể tính được thể tích mới không? Bây giờ chúng ta suy nghĩ nhé. Thứ nhất đó là đây là hình lập phương nên tất cả các cạnh của nó đều là 10 cm, đúng chưa? Tất cả các cạnh đều là 10 cm. Cạnh này cũng sẽ là 10. Và thể tích mới là gì? Sau khi cho đá vào, cho hòn đá vào thì mực nước trong khay dâng lên là 7 cm. Như vậy các em hình dung đây là hình khi mà đã có gì? Đã có đá nhé, đã có hòn đá rồi thì chỗ này chiều cao của mực nước là 7 cm. Vậy thì thể tích mới, cái V mới sẽ được tính như thế nào? Sẽ được tính bằng chiều dài nhân chiều rộng và nhân chiều cao. Các em cứ hình dung thế nhé. Thể tích bằng dài nhân rộng nhân cao. Vì lúc này cái hình này, cái thể tích nước nó trở thành một hình hộp chữ nhật, đúng không? Với chiều dài là chiều dài và chiều rộng bằng nhau là 10 và chiều cao là 7 cm. Như vậy V mới sẽ được tính bằng 10 nhân 10 và nhân 7. Đúng không? Trừ đi thể tích nước. Nếu không có viên đá thì chiều cao mực nước là 5 cm. Vậy thì thể tích nước ban đầu sẽ được tính như thế nào các em nhỉ? Thầy giả sử cái mực nước ban đầu nó chỉ tới đây thôi là 5 cm. Vậy thì thể tích nước ban đầu sẽ là 10 nhân 10 và nhân mấy các em nhỉ? Nhân 5, đúng không? 10 nhân 10 nhân 5. Như vậy chúng ta dễ dàng tính được thể tích mới, dễ dàng tính được thể tích ban đầu, và chúng ta tính thể tích đá bằng cách lấy thể tích mới và các em trừ đi thể tích nước ban đầu thì sẽ ra thể tích của hòn đá. Các em nắm chưa nhỉ? Rồi, bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng sang phần thứ hai là phần trình bày bài giảng nhé. Bài giảng. Đầu tiên thầy trò chúng ta sẽ đi cùng tính thể tích mới. Thể tích mới, các em hiểu thể tích mới là thể tích nước và cộng với thể tích của viên đá này, này, đúng không? Thì chúng ta sẽ trả lời là tổng thể tích. Tổng thể tích của nước và hòn đá là 7 cm. Khi mà chúng ta cho hòn đá vào trong nước thì mực nước dâng lên thành 7 cm. Và các em biết rồi, hòn đá thì không thấm nước, đúng không? Vậy thì cái thể tích mới sẽ được tính bằng thể tích của nước ban đầu và cộng với thể tích của viên đá này. Thì chúng ta sẽ được tính là sẽ là thể tích mới là tổng thể tích của cả hai hòn, đúng không? Của cả nước và đá. Và thể tích mới sẽ được tính bằng công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật, được tính bằng dài nhân rộng và nhân cao, đúng không? Với chiều dài và chiều rộng, trong trường hợp này nó là trường hợp đặc biệt thì chiều dài bằng chiều rộng này,
Tức là chúng ta sẽ lấy 10 này, nhân 10 và nhân với chiều cao mực nước sau khi cho viên đá vào thì nó là 7 cm, thì các em nhân với 7. 10 nhân 10 100, 100 nhân 7 bằng 700 cm khối. Tiếp tục. Khi mà chúng ta đã có tổng thể tích của nước và đá rồi, chúng ta đang cần tính thể tích đá, thì các em chỉ cần lấy tổng thể tích đó, các em trừ đi thể tích nước, đúng không? Trừ đi thể tích nước là sẽ ra thể tích viên đá. Vậy thì nhiệm vụ tiếp theo đó là chúng ta phải đi tính thể tích nước ban đầu. Tính thể tích nước có trong bể này, chúng ta có câu trả lời thứ hai, đó là thể tích nước có trong bể là nước trong bể là muốn tính thể tích nước thì chúng ta cũng làm lấy dài nhân rộng, đúng không? Dài này nhân rộng này, trong bài này nó là hình lập phương nên chúng ta hiểu là cạnh nhân cạnh, đúng không? Và nhân chiều cao của mực nước như là chiều cao của mực nước ban đầu nhá, khi mà chưa cho viên đá vào đây thì nó là 5 cm. Vậy chúng ta lấy 10 x 10 x 5 thì ra thể tích nước có trong bể, đúng không? Nhân 5 thì bằng 500 cm khối. Khi đã có thể tổng thể tích của nước cộng đá rồi, nước cộng đá thì bằng 700, mà riêng nước thì là 500, thì em có thể nói cho thầy biết thể tích đá sẽ là bao nhiêu rồi? Chắc chắn là 200 rồi, đúng không nhỉ? Chúng ta làm thế nào để tìm ra 200? Chúng ta lấy tổng thể tích của nước và đá trừ đi thể tích nước thì đương nhiên sẽ ra thể tích của viên đá, đúng không nhỉ? Chúng ta có câu trả lời thứ hai, thể tích hòn đá là các sẽ lấy 700 này trừ 500 bằng 200 cm khối. Đáp số 200. Đấy, các em thấy không? Rất đơn giản, đúng không? Chỉ qua 3 bước thôi. Bước thứ nhất tính tổng thể tích của nước và đá, bước thứ hai tính thể tích nước, và bước thứ ba lấy tổng thể tích trừ thể tích nước thì các em ra thể tích đá. Như vậy từ bài học ngày hôm nay thì em thấy rằng cái bài học này có tính ứng dụng rất là cao, đúng không? Ví dụ chúng ta có thể cầm một viên gạch lên và chúng ta tính được cái thể tích của viên gạch đó, đúng không nhỉ? Tính thể tích viên gạch đó, hoặc là các em có thể tính được bất cứ một cái thể tích của một cái vật cứng không thấm nước các em nhé. Cái vật cứng đó phải là vật cứng không thấm nước thì chúng ta có thể dễ dàng tính được thể tích của nó. Các em thấy có thú vị không nhỉ? Rất thú vị, đúng không nhỉ? Thầy đã vừa trình bày cho các em cách tính thể tích của một vật khi mà chúng ta đưa vào nó vào trong nước. Thầy hy vọng là các em sẽ có những cái ứng dụng trong thực tế nhé. Và nhớ làm tốt cho thầy 2 phiếu bài tập và nhớ thực hành thường xuyên nhé. Xin chào tất cả các em.